Dạ, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì em xin giới thiệu ở đây là chiếc máy xịt khói Vinafarm VNPK2000G. Hôm nay em sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng chiếc máy này làm sao cho nó hợp lý nhất để chúng ta có thể có một chiếc máy sử dụng được lâu dài nhất có thể. Thì ở đây công việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải lắp bình ga, đóng van ga lại, lắp bình ga vào. Tiếp đến là chúng ta sẽ đổ đầy nước lạnh vào cái dung dịch, vào cái bình dung dịch con này. Bình nước con, gọi là bình nước con. Và chúng ta kiểm tra là bình có dung dịch. Thì công việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta để van ở chế độ cooling, có nghĩa là chúng ta đang bơm nước để rửa. Khi chúng ta dùng chúng ta phải rửa thường xuyên. Chúng ta để ở cooling này và chúng ta sẽ kéo cái cần này, kéo liên tục và nó sẽ bơm nước ra. Bơm nước ra đầu để chúng ta rửa. Xong rồi chúng ta sẽ vặn sang ngay. Chúng ta sẽ vặn sang cái để dung dịch mà chúng ta nghiêng. Ok. Bây giờ quý vị và bạn mà mở van ga thì đây là có một cái van ga và đây là một cái đánh lửa. Chúng ta sẽ mở van ga. Và chúng ta bấm đánh lửa. Như vậy là lửa bắt đầu đã đốt. Chúng ta có thể thấy cái hơi nó đẩy hết cái hơi nước ra rất mạnh. Sau khi chúng ta mở van ga và nó bắt đầu nóng cái đầu này lên, chúng ta bắt đầu bóp liên tục cái này, siết liên tục cái này để nó bơm để nó bơm dung dịch xuống môi lên để nó tạo ra khói. Thì ở đây nó vẫn đang chưa khô hết, em sẽ bóp một lúc sẽ lên khói bắt đầu. Khi nào nó đốt hồng cái cuộn khói này, chúng ta sẽ bắt đầu nhẹ bóp liên tục và nó sẽ ra khói. Chúng ta phải nhìn thấy khói sẽ mới nhiều. Ở đây đang nhiều gió. Ok, khói rất nhiều, em đã nhả tay rồi. Và bây giờ thì em không bóp nữa. Bây giờ sau khi chúng ta coi như tôi đã sử dụng xong, thì bây giờ sau khi sử dụng xong chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ đóng van ga lại. Chúng ta sẽ đóng van ga lại và chúng ta sẽ chuyển về cooling tiếp và chúng ta sẽ tiếp tục bóp cò để cho nó đẩy hết những khói còn lại ra và nó vệ sinh máy. Đây là chúng ta động tác cuối cùng là làm mát máy. Như vậy là máy đã được làm mát. Chúng ta bơm đến khi nào mà nước nó ra. Quý vị có thể nhìn thấy nước nó ra đấy. Chúng ta vẫn tiếp tục bơm để cho nó nước nó ra để làm sạch cái cuộn khói này. Cái cuộn khói này nếu chúng ta không làm sạch thì nó sẽ bị tắc. Và khi nó tắc thì chúng ta sẽ không sử dụng được lâu dài được. Quý vị và bạn lưu ý cho em điều đấy. Đây là chúng ta khi chúng ta dùng xong ấy, đầu tiên thì chúng ta đóng van ga. Sau đấy chúng ta chuyển về chế độ cooling và chúng ta kéo cái máy kéo cái bơm này. Đấy. Để chúng ta làm sạch cái cuộn mặt khói thì máy sẽ đảm bảo không bị tắc nghẽn. Để sử dụng lần sau nó sẽ rất là tốt. Và khi lần sau chúng ta sử dụng tiếp, chúng ta lại như vậy, chúng ta lại bơm trước để làm sao để mục đích là chúng ta sẽ làm sạch cái cuộn màn khói này. Để biết thêm thông tin chi tiết về chiếc máy phun khói mini VNPK2000G, quý vị liên hệ với em theo số 0921 491 491 để được tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn quý vị.